Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về cái vấn đề không gian và âm lượng trong một cái bài nhạc cụ thể. Trong trường hợp này thì mình đã chuẩn bị cho các bạn một cái đoạn nhạc hết sức là đơn giản ha. Đầu tiên chúng ta hãy nghe thử cái này và sau thì mình sẽ nói với các bạn về cái phần lý thuyết của chúng ta trong cái quá trình mà mixing âm thanh và làm sao để cho mỗi cái âm nó có được cái vị trí và cái lý do của nó trong cái bản nhạc ha các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta nghe qua thử đã ha. Rồi các bạn để ý cho mình cái parameter mình đã để sẵn bên đây cho các bạn coi thử là nó có bị lỗi pha hay gặp vấn đề gì không nha. Các bạn để ý cho mình cái tần âm từ 100 Hz đổ xuống. Đây là các bạn thấy từ cái chỗ con chuột mình nè. Đó, qua bên trái là chỗ 100 Hz ha. Thì nó sẽ hẹp hơn. Có nghĩa là nó sẽ gần với số 1. Các bạn nghe thử xem phải không nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có một cái nhóm Facebook, link ở dưới phần mô tả của video. Nhóm Facebook này, mình sẽ đưa ra những cái tài liệu để chúng ta có thể học làm nhạc với FL Studio cũng như là mixing, mastering đối với lại những cái DAW khác. Đồng thời ở trong đây thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn link của những cái VST Free và Sample Pack. Các bạn nhớ tham gia nha. Đặc biệt thì mấy ngày hôm nay mình còn có thêm một cái pack dành cho Vital ha các bạn. Thì các bạn đeo về và các bạn có thể sử dụng ở trong đây có hơn 60 cái bass. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta hiện tại đang có 4 loại nhạc cụ khác nhau. Rất là đơn giản, chúng ta có một cây piano ở đây. Một đoạn bass rất là ngắn thôi. Đúng 4 quãng hả các bạn? Một cái melody phụ được đánh bằng synth. Và cuối cùng là một cái melody chính được đánh bằng so hả các bạn? Nó hơi dài một tí ha. Rồi, chúng ta hãy cùng nói về cái nguyên lý của bốn cái nhạc cụ này ở trong cái bài nhạc. Và tạm thời chúng ta sẽ trong cái video hôm nay chúng ta sẽ tạm thời chưa nói về cái phần drum ở dưới này nha. Chúng ta hãy nói về lý thuyết không gian của bốn cái nhạc cụ này thôi. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái bảng ha. Cái bảng này sẽ giúp chúng ta nghiên cứu về cái không gian ở trong bài nhạc và cái vị trí của một cái nhạc cụ ở trong đó. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta hiện tại đang có 7 cái ô màu vàng là những chỗ chúng ta đã cho nhạc cụ vào. Tại sao ở đây lại có một cái ô màu đen? Nếu mà các bạn nhìn kỹ ở đây thì lý do là ở tầng âm rất trầm là dưới trừ 100 Hz thì tuyệt đối không có nhạc cụ nào được phép ở đây cả. Nếu mà có một cái bass nó nằm ở vị trí này mà nó rộng ra thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lỗi pha. Còn lỗi pha đó là hiện tượng gì để mình ví dụ cho các bạn?
Ví dụ như chúng ta có một cái bay đánh ở âm rất trầm thì ví dụ mình đánh ở C2 chẳng hạn. Nhưng mà cái bay này giờ mình sẽ làm bay hình sin nha, thường bay nó hình sin. Cái phần này nó hình sin mà nếu như chúng ta để nó bình thường thì như thế này. Các bạn đã thấy cái con parameter nó đúng phầy này. Đúng phầy đúng các bạn, tuy nhiên nếu chúng ta mở rộng nó ra một tí xíu thôi thì các bạn sẽ thấy là nó bắt đầu lỗi phầy. Là đó là lý do cái âm thanh dưới 100 Hz của chúng ta không được phép có âm rộng trong đó. Một tí rộng thì được, nhưng mà quá rộng thì bắt đầu nó gây ra hiện tượng đó. Cho nên là tuyệt đối nha các bạn, không có được có âm quá rộng ở hiện tượng đó. Đây, cho nên đây là cái ô mình đã tô màu đen. Rồi, ô đầu tiên ở âm trầm thì nó sẽ có cái gì? Như các bạn thấy ở đây, mình đã có một cái đoạn bay đi vào. Bây giờ mình sẽ để cái bay lên đây nha. Các bạn nghe lại coi phải không nè. Các bạn chú ý tới cái EQ nhé. Rồi để từ mình bật cái EQ lên cho các bạn thấy nè. Ở cái phần âm trầm mình có cái bay nè. Cái bay này khá là mono ha các bạn, nghe nó rất là hẹp đúng không? Nó có một tí gì đó zero nhưng mà hầu như là nó đều hẹp và ở chính giữa thôi. Đây, cho nên cái phần chủ yếu của này là âm trầm ha. Ngoài ra cái bay này có một tí lấn qua tầng âm cận trung. Các bạn nhớ là một nhạc cụ hầu như không có nhạc cụ nào ở tầng âm trung và tầng âm cận trung mà nó chỉ bao gồm một tầng âm đó cả. Ví dụ như cái bay này thì nó đã lấn một tí qua phần âm cận trung rồi. Rồi. Tiếp tới chúng ta hãy nói về cái piano. Ở đây thì như các bạn thấy là chúng ta có một cái piano. Nếu mà mình bật cái piano và cái EQ lên thì các bạn sẽ thấy là cái piano này nó đang đóng vai trò gì trong cái nhạc của chúng ta. Bây giờ để mình bật thêm một cái Ozone Imager lên để chúng ta có thể chúng ta xem là cái này nó độ rộng nó đang như thế nào ha. Các bạn thấy là nó rất là rộng thì cái piano này nó đang đóng vai trò của nó nằm ở tầng âm trung và nó đang đóng vai trò là khá là rộng ha các bạn này, để nó là tầm trung mà rộng. Rồi. Cái này là sin từ đây mới là cái piano của chúng ta nhé. Piano này bạn thấy là nó đang đóng vai trò là rộng, rất rộng ở cận trung ha. Tuy nhiên thì cái vai trò này của nó không hẳn là quá nhiều ở tầng âm này, tại nếu mà chúng ta dùng cận trung mà nhiều rộng quá thì các bạn biết cái vấn đề của nó rồi đó. Cái vấn đề nó sẽ sinh ra một số cái hiện tượng lỗi phay ở cận trung. Mặc dù cận trung chúng ta không sợ lỗi phay như là âm trầm nhưng mà các bạn vẫn phải cẩn thận nha các bạn. Rồi. Ngoài ra thì nó đóng vai trò một tí ở cái phần âm trung này. Các bạn thấy chỉ một cái piano thôi mà nó đóng một số cái vai trò khác nhau ở trong cái này. Các bạn đừng có nghĩ là một ô màu vàng này chỉ để được một nhạc cụ, thật ra không phải đâu. Luôn luôn là trong thực tế nó đều layer rất là nhiều loại nhạc cụ lại với nhau đó các bạn. Rồi. Tiếp theo là còn chúng ta còn cái scene này. Rồi, scene này đánh giai điệu chính ha. Rồi, chúng ta hãy nghe thử coi nó đánh giai điệu chính cái phần nào. Bạn thấy là cái scene này rất là rộng ha các bạn, mà nó đang đóng vai trò gì? Scene này thực chất nó đang đóng vai trò là một phần rất rộng ở phần âm trung. Ngoài ra thì nó đóng luôn một tí cái phần hẹp của phần âm trung. Rồi ok. Và cuối cùng như các bạn thấy là ở tầng âm cao thì chúng ta vẫn có cái scene này nha các bạn. Các bạn để ý là nó vẫn đóng vai trò độ rộng ở phần âm cao.
Và cuối cùng đó chính là cái melody phụ của chúng ta, nó đã đóng vai trò là hẹp ở tầng âm cao. Ngoài ra thì các bạn biết là chúng ta còn một cái yếu tố là tại sao cái phần âm âm rộng mình lại có nhiều như vậy, mà cái phần âm ở chính giữa, cái phần âm hẹp này, mình những cái này nó khá là ít, nó âm hẹp đó. Thì thực chất cái vấn đề ở đây thì các bạn hiểu là cái đóng vai trò đó chính là những cái con drum của chúng ta. Bây giờ để mình vẽ chữ drum, mình sẽ tốt cho em nói, mình đánh chữ drum này. Ok, những cái drum nó sẽ đóng vai trò đó, ví dụ như hai hát này kia, hầu hết các bạn thấy là chúng ta thường chúng ta để chính giữa đúng không, không có gì đúng là sai cả, các bạn phải tập trung. Hai hát những cái snare nó hay thích nằm ở phần âm này rất là nhiều ha, clap cũng vậy, drum nó tập trung ở đây. Cái phần âm trầm thì các bạn biết là cái drum nó có một tí của cái phần kick, một tí thôi nhá, không nhiều, nên chắc là cái chữ này mình sẽ nhỏ bớt lại một tí xíu ha. Nó có một tí của cái kick này, và dĩ nhiên là kick nó nằm tập trung ở phần, thật ra nó nằm tập trung ở phần cận trung là chính ha các bạn. Các bạn sẽ thấy là mỗi cái nhạc cụ ở trong cái bài hát thì nó đóng vai trò, mặc dù cái bài nhạc của mình như vậy đó. Thật ra là chúng ta không bao giờ chúng ta có thể chúng ta nói chính xác được nó nằm ở đâu, nhưng mà mình có thể mình nói chính xác được là cái tầng âm của mình ở đây, là cái bài này nó đã hoàn chỉnh và nó có một cái không gian khá là ổn ha các bạn. Nếu mà các bạn muốn cái không gian của các bạn ổn hơn nữa thì các bạn hãy thử các bạn layer theo cái cách này, có nghĩa là chúng ta thay vì ở đây đúng không, mình cái scene này, hai cái này nó đang giống nhau đúng không, các bạn hãy thử layer như vậy. Như mình ví dụ như là phần âm hẹp này, các bạn thử dùng một cái scene khác. Bây giờ mình sẽ ví dụ như mình sẽ cho nó một cái layer effect đi, rồi ví dụ như một cái scene màu khác ha. Các bạn thử layer cho mình, đó chính là một cái scene nó nằm ở chính giữa, và một cái scene các bạn hãy làm cho nó làm chủ tầng âm, là tầng âm rộng mà thôi, thì cái bài nhạc của bạn nghe nó sẽ tập trung và nghe nó hay hơn cái bài hồi nãy đơn giản của mình đó ha. Và bài của mình đơn giản như đây là cái phần này mình bỏ qua, mình không có làm cố gắng đi vào quá là sâu hả các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy thử chúng ta kiếm cái gì đó để chúng ta layer, ví dụ đây mình có melody đúng không, chúng ta hãy thử chúng ta layer lên nha. Như chúng ta hãy copy cái này qua một cái khác đi, lôi nó ra ha. Giờ ở đây mình đang có một cái melody 2. Ở cái melody 2 này thì mình sẽ dùng một cái vital khác ha. Đây chúng ta có sẵn một cái vital rồi. Mình sẽ làm một cái scene vẫn là sóng hình tam giác ha các bạn. Mình sẽ lại nó. Cái phần sóng hình tam giác này như mình đã nói rồi thì cái melody đầu tiên nó tập trung rộng ha các bạn nè. Mình sẽ có một cái scene khác nó tập trung ở phần âm hẹp mà thôi. Đấy, ví dụ như mình sẽ tạo một cái scene ha. Copy nó qua vital này. Copy nó qua phần vital bên kia ha. Bây giờ mình sẽ cái scene này mình sẽ để nó phần âm hẹp. Cắt một tí của nó ở cái phần trên, nghe cho nó mượt hơn tí ha. Mình không thích cái tiếng click ở đầu quá nên là mình sẽ cho nó attack một tí xíu ha các bạn. Rồi cộng hai cái xin lại thì nghe nó sẽ như thế này nhá. Bạn cũng có thể các bạn cho cái này nó xuống trầm một tí nè các bạn. Đơn giản là các bạn có thể các bạn giảm âm lượng của cái scene rộng đi một tí ha. À, cái scene rộng của mình nó đang nằm ở rộng là cái scene thứ 4 này, mình sẽ giảm âm lượng của cái scene rộng xuống.
Có thể thấy là nó vẫn giữ được độ rộng nhưng mà nó sẽ có thêm một tí màu sắc vô nữa. Ngoài ra thì cái phần hẹp các bạn đừng lo nhé, vì thường thường những cái room của chúng ta nó đều tập trung ở phần khá là hẹp ha. Đây mình sẽ mở ô tô này mắt cho các bạn nhìn thấy, ví dụ như cái kích nó nằm hoàn toàn ở phần hẹp này các bạn. À, các bạn thấy không? Hoàn toàn là hẹp đúng không các bạn? Ví dụ như cái này, cái phần percussion ha. Nó vẫn tập trung vào chính giữa khá là nhiều, cái phần ví dụ như cái phần đây là hi-hat nè. Rồi, hầu hết là chúng ta thiếu độ rộng chứ ít bao giờ chúng ta thiếu độ hẹp ha các bạn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là rộng quá thì coi chừng bị lỗi pha nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái này của nó cũng tập trung vào chính giữa ha. Tổng thể lại bây giờ nghe nó sẽ thế này nhá. Hy vọng cái video ngắn này đã giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình làm nhạc. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Nếu mà các bạn thích video này, dĩ nhiên rồi, hãy đăng ký kênh, nhấn một like để được chuông thông báo và chúc các bạn có một ngày làm nhạc tốt lành.